Hôm nào mà dở dời mưa phùn thì hôm đấy nó sẽ có tiếng trẻ con khóc. Ở khu vực này thì tôi thấy có rất nhiều những cái tấm bảng ghi là khu vực được bảo vệ và có những cái dây trăng xung quanh như này. Không hiểu là cái ngôi nhà này bây giờ được sử dụng với mục đích gì. Theo như người ta kể thì bảo là cứ chỗ nào kiểu có thờ cúng, kiểu có ăn ấy, ma mồ nó kéo đến thì cả đoàn văn công cũng đi vòng quanh giường này, toàn mặc áo văn công ấy, áo mớ 3, mớ 7 các thứ ấy, quan họ đây. Dựng giường lên mà, dựng giường lên là có thật đấy. Một người ở đấy thì mới biết được, chứ nếu mà đông người thì có khả năng là không có hiện tượng gì xảy ra. Khi đến đây phát mình cảm thấy rằng là tốt nhất là không nên bước thêm nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại thôi. Xin chào các bạn, ngày hôm nay Hoàng Nam đang có mặt tại Thái Nguyên, cụ thể là địa điểm Hồ Núi Cốc. Bởi vì tôi nghe Cương, một người bạn địa phương nói rằng trong khu vực Hồ Núi Cốc, một cái hồ rộng lớn có rất nhiều những cái hòn đảo nhỏ. Ở đó có những cái hòn đảo vô cùng đặc biệt. Một trong những hòn đảo đó từng là nơi mà Bác Giáp đến nghỉ dưỡng và có một cái ngôi nhà ở đó, đúng không? Đúng rồi. Thực sự đây là lần đầu tiên mà mình nghe thấy cái địa điểm này và cái câu chuyện này, thì không biết là Cương có cái thông tin gì về cái nơi đó không? Hay là mình chỉ biết là đó là nhà Bác Giáp thôi? Đâu, mình cũng đã từng lên cái đảo đó rồi. Bọn mình cũng mùa hè cũng hay vào đây bơi, chèo thuyền và cũng đã bơi ra đó. Thì mình cũng mới biết. Đó. À, tức là cũng mới biết đây thôi đúng không? À, đúng rồi, cũng mới biết. Bởi vì Bác Giáp mà có một cái nơi mà để nghỉ ngơi ở Hồ Núi Cốc thì... không phải ai cũng biết đâu. Em mình rất là tò mò, bây giờ muốn vào để xem như nào. Ok. Bây giờ chúng ta đi nhá. Ok, chúng ta phải đi. Thì đây cũng là một cái, hồi trước cũng là một cái khu du lịch khá từ lâu rồi. Từ hồi xưa mình cấp 1, bây giờ chắc phải 30 năm. Nhưng mà phong thủy hay là như nào mà bây giờ nó bỏ hoang như này. Trông rất là đáng sợ nhá. Đặc biệt là vào một cái ngày mà trời mưa ẩm thấp, mà nó mây mù nó răng răng như này, nó tạo cho cái khung cảnh nó càng ma mị hơn rất là nhiều. Mình cũng không biết được, nhưng mà thực ra mình rất thích chỗ như thế này, hoang sơ đơn giản, nhưng mà không hiểu sao họ không làm được thì mình cũng lại không tìm hiểu. Vì mùa hè bọn mình hay vào đây bơi. Bơi từ chỗ này sang đảo bên kia. Cũng có nghe một vài câu chuyện nó bí ẩn, ma mị, nhưng mà chưa hay tìm hiểu lắm. Ví dụ cái câu chuyện đó là như nào? Có thể trên đảo này có một vài cái đảo thì thấy bảo là có các cái môi mộ cổ. Thì cũng có nhiều người đi tắm ở đây cũng bị ngạt nước, đuối nước. Và có một cái mà rõ ràng nhất là cả một cái đoàn chèo Thái Nguyên hồi đấy đi du lịch thì không hiểu sao bị lật thuyền, là cả cái đoạn trèo đấy là đã ở dưới hồ luôn. Tức là không còn ai sống sót mà cả cái thuyền nó chìm xuống hồ hay là... Đúng rồi. Đấy thì mình không nhớ là còn ai sống hay không, nhưng mà gần như là cả cái đoàn trèo đấy là tất cả nhiều người đấy là bị chết đuối dưới đấy. Nói chung là về những cái sông hồ, sông suối ở Việt Nam thì nói thật với các bạn là nơi nào cũng có người chết thôi. Bởi vì là cái sự an toàn, đảm bảo an toàn cũng như là cái sự vô ý của, tức là chủ quan của con người khi mà bơi lội đấy, thì năm nào gần như là ở những cái nơi đấy đều có những cái vụ tai nạn thương tâm vì đuối nước như vậy. Nhưng mà với những cái câu chuyện mà như Cương vừa kể là cả một cái đoàn chèo mà bị lật thuyền mà chìm ở dưới lòng hồ, thế thì thực sự là cái câu chuyện này nó cũng không phải là nhiều đâu nhá. Đúng rồi. Thì như vậy là cái Hồ Núi Cốc này là cũng có rất nhiều những cái giải bí ẩn mà cần khám phá đấy. Đúng rồi. Kia có một cái biển là hồ nước sâu nguy hiểm, chết người cầm tắm kìa. Chứng tỏ là cũng đã từng có những cái vụ tai nạn ở đây rồi. Chắc nhiều lắm. Tôi đã từng đến Hồ Núi Cốc vào cái dịp mà trời nắng đẹp ấy. Cái hồ nó không ma mị như bây giờ đâu. Bây giờ như các bạn theo dõi những cái
truyền thuyết hay những cái bộ phim mà nói về những cái thế giới tâm linh ấy, thường vào những cái dịp mà trời nó âm u, mây mù nó tỏa ra một cái như gọi kiểu trong Tây Du Ký gọi là kiểu yêu khí nhỉ. Đấy là nó bao trùm như này, tức là mọi thứ nó cứ ảo ảnh mơ hồ, thực không ra thực, ảo không ra ảo. Nói chung là hôm nay là chúng ta đi này cũng là một ngày đặc biệt đấy, và mình cũng rất tò mò về cái câu chuyện mà nói là có những cái đảo mà có những cái ngôi mộ cổ đúng không? Ừ. Là có thể là có những cái vấn đề tâm linh còn tồn tại ở khu vực này. Đúng rồi. Thì tốt nhất là bây giờ là chúng ta cứ đi khám phá thôi. Ok. Ngày hôm nay thời tiết âm u như này, cộng thêm những cái cảnh vật ở bên hồ, đặc biệt là những cái tấm biển ghi là cấm tắm, nguy hiểm, chết người. Thậm chí người ta ghi những cái từ chết người ấy nhỉ. Đúng rồi. Là đảm bảo nếu mà bạn nào mà yếu bóng vía mà đi ở cái khu vực này ấy, thì sẽ cảm thấy là lạnh xương sống là cái chắc luôn. Đúng rồi, chính cái chỗ này luôn. Hồi xưa mình còn nhỏ, mình nhớ như là hồi đấy là giờ khoảng 9-10 tuổi mình vào đây, đạp xe vào đây, chỗ này là bãi tắm của cái khu du lịch này luôn. Ừ. Đấy, xuống đây, hồ tắm tự nhiên. Đấy, bây giờ ra đây chắc là vẫn còn cái nền móng đấy, hôm nay nước nó xuống gì. Đấy. Ừ. Nên là cũng có khả năng là hồi xưa thì cái về việc cái đảm bảo mà an toàn bơi nước và cứu hộ ít, nên là ấy. Cẩn thận nhá, chỗ này bây giờ nguy hiểm lắm này. Nó đã bị sụt lún và đúng nhiều rồi. Những cái đất đá nó bị cuốn trôi ra hồ rồi. Hồi xưa cái này này, chỗ này chính là cái bể bơi luôn đấy. À thế à? Bể bơi của hồ luôn. Này mình cũng không biết rằng là đã từng có một cái vụ nào mà bị đuối nước chết ở đây chưa nhỉ? Và chắc có là thể chắc nhiều chứ. Có thể đó là cái nguyên nhân mà khiến cho cái khu này nó bị bỏ hoang như vậy. Đúng rồi. Hồi xưa mình cũng nhớ chính là bạn của mình luôn, hơn mình một tuổi, anh ấy cùng xóm, anh ấy vào đây bơi. Thì anh ấy gần như đỗ thủ khoa trường kiến trúc. Thì xong là biết rồi, xong mấy anh em thường mọi người hay vào đây cuối tuần thì cắm trại. Thì chắc là bơi ở khu vực này, thế là bị ngạt nước. Thế anh ấy rất là đẹp trai, xong rồi đỗ thủ khoa trường đại học kiến trúc luôn. Đấy, rất là đáng tiếc, nhiều cái vụ tai nạn. Ừ, tức là chưa kịp nhập học thì đã ra đi rồi. Đúng rồi. Ừ. Anh sinh năm 84 đấy. À. Bằng tuổi mình hả? Đây, các cái nhà nghỉ mới cả đấy, khu trên kia bây giờ cũng bỏ hoang hết. Trông cũng rất là ma mị. Đây là những cái tòa nhà nghỉ ngày xưa đúng không? Đúng rồi. À, nhưng mà bây giờ đã bị bỏ hoang, cây cối đã mọc bao phủ lên rồi. Đúng rồi. Nhưng mà nhìn thì nó vẫn còn khá là mới nhá. À. Nhưng mà mấy khi ai lên ở? Ừ. Nói chung là một cái khung cảnh hoang tàn, nó khá là hoang tàn đổ nát, thậm chí là cái thuyền này chắc là hỏng rồi đúng không? Không biết hỏng chưa đây này. Bây giờ bỏ không, rất là đẹp luôn mà bỏ không, hơi lãng phí. Xuống cấp. Ừ. Mình nghĩ là đẹp chắc quá. Là bị hỏng rồi đấy. Ừ. Lâu không sử dụng kìa. Ừ. Bây giờ để mà có thể tiếp cận được những cái hòn đảo trong khu vực hồ núi cốc này thì chúng tôi buộc phải đi thuyền. Như các bạn thấy rằng là cái khung cảnh ở đây rồi, hồ nước mênh mông như này rất khó để chúng tôi có thể bơi được. Có thể hè thì có thể bơi được thôi, nhưng mà với cái tầm này thì phải đi thuyền. À kia kìa, tôi thấy cũng có những cái thuyền ở đây này, cũng có người đi thuyền. Tí có thuyền không? Dẫn mấy anh em Hà Nội đi tham quan các thứ. Ừ, anh bảo vào. Ừ, tí. Ờ, luôn không anh? Đi luôn được không ạ? Hay phải chờ? Mấy, tất cả mấy anh? Đây có 5-6 anh em. Anh nhớ. Này dẫn mấy anh em đi ra mấy cái đảo Bắc Giáp này, như thế bảo hồi xưa có cái đảo gì, ngôi mộ gì cổ ở trên đây đúng không? Nhưng mà đảo Bắc Giáp thì ông Nghĩa cũng làm riêng cho lên. À, đi qua cho các bạn đi ngắm nghía, tham quan.
Bác Nghĩa là bác ấy đang trông ở trên đấy à anh? Bác Nghĩa là bác nhà bác ở hành chính. Tức là hiện nay thì có một người đang canh giữ cái đảo, có cái nhà của bác Giáp đúng không? Rồi. Chắc chắn là phải có chứ. Sự hiện diện của một người lạ thì có thể là bị gây khó khăn. Đúng rồi. Là không được tiếp đón ở đó. Thì bây giờ đó là một cái khó khăn cho chúng tôi. Anh ơi, anh đã làm việc ở đây lâu chưa? Làm đây lâu rồi. Thế à? Bao được khoảng chục năm chưa? Có khi gấp đôi rồi. Gấp đôi cả, là khoảng 20 năm à. Thế là anh có một cái câu chuyện nào mà anh kể luôn bây giờ được không? Không. Không phải chờ đến tối. Tối kể à? Tối kể hôm kia. Nó mới tối kể nó mới hiện ra được. Em phải chuẩn bị tinh thần một đêm một mình em thôi. Ủa? Xong em để, anh kể xong anh để em ở đấy. Ừ. Thì em mới biết được. Kể đây hay là phải sang đảo? Phải sang đảo, sang cái chỗ đấy. Chỗ đấy là chỗ nào, là đảo nào? Đó, mãi trong kia này. Ừ. Mình chỉ không biết được. Tức là duy nhất cái đảo đấy là có tâm linh. Ừ, khu vực đấy. Khu vực đấy. Ừ. Một người ở đấy thì mới biết được. Chứ nếu mà đông người thì có khả năng là không có hiện tượng gì xảy ra. Hiện tượng gì? Ai biết được cái hiện tượng gì? Mỗi hôm một hiện tượng khác lạ. Ủa? Ở đảo trong kia? Không thì kể. Thì em sang thử một người thôi. Xong anh để ở đấy trong một đêm. Xong anh kể chuyện xong này. Xong anh kể chuyện như thế. Xong bắt đầu em ở đấy thử xem có nghiệm được cái gì không. Xong bắt đầu là có gì điện. Một người thôi thì mới được, chứ nếu mà đông thì có khả năng là không có gì xảy ra. Đọc trơn đấy nhá anh em ơi. Đây rồi, lái thuyền của chúng tôi tới rồi. Bây giờ là trời nó rất là ẩm ướt, đi xuống đây phải cẩn thận. Thực sự là với nhiều người thì có thể đây là một cái cảnh đẹp, một cái khung cảnh đẹp. Nhưng mà với tâm trạng của anh em chúng tôi ngày hôm nay thì nó vô cùng là hồi hộp. Và một chút gì đấy nó hơi tò mò, thắc mắc, cũng hơi run một chút nữa. Bởi vì không biết là những cái gì đang chờ đón chúng tôi, những cái điều bí ẩn. Và liệu chúng tôi có giải mã được hay không, hay là tất cả những cái bí mật nó cũng mênh mang như là hồ núi cốc này. Như hôm nay cũng lần đầu tiên mình ở người Thái Nguyên và sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên, và hôm nay nghe cái câu chuyện mà như anh vừa bảo, đó là có cái gì thung lũng ma ở hồ núi cốc. Đấy cũng là lần đầu tiên mà mình nghe cái câu chuyện mà như anh trai vừa kể, khá là tò mò luôn. Tên là gì nhỉ? Em tên là Trinh ạ. Trinh à? Ừ. Rồi, anh làm việc ở đây lâu chưa? Em ở đây 30 năm rồi. 30 năm rồi. À, thì làm nghề chèo thuyền này được bao nhiêu năm rồi? Em làm nghề thuyền này thì được chục năm rồi. Hơn chục năm à? À đây mình vừa sử dụng tay và sử dụng chân để điều khiển thuyền luôn à? À. Trong cái 10 năm mà mình làm việc ở trên đây ấy, thì cái hồ núi cốc này có cái điều gì đấy bí ẩn không nhỉ? Có điều gì kỳ lạ về tâm linh mà cậu biết không? Thì là tâm linh ở đây thì có mỗi trong cái ông Hoa kêu kia là, nếu mà ví dụ như là cứ hôm nào mà dở dời mưa phun thì hôm đấy nó sẽ có tiếng trẻ con khóc. Đấy là ở đâu? Trong này nó gọi là khu đấy là khu gì? Em cũng nói chung là ở khu đấy thì nó không có cái tên gì cả. Người ta chỉ thấy có tiếng khóc, người ta gọi là keo ma kêu thôi. Keo ma kêu à? Vậy là chứng tỏ là cái lời mà cái chú mà quét lá ở trên bờ nói là cũng đúng đấy, là có một cái keo ma kêu. Đây Trinh là một người lái đò ở đây hơn chục năm rồi. À, em là người cụ thể ở đây luôn, ở trên mặt hồ này luôn. Mình sống trên mặt hồ luôn. Và nhà em ở trong này, có một nhà trong này. À. Đấy, đến người địa phương bản địa ở đây
vào những cái hôm mà cháy gió trở rời là có tiếng khóc trẻ em ở trên đó. Không phải là một mình em được chứng kiến đâu, mà tất cả những người dân đi hồ đấy, nếu mà đã từng đánh lưới ở đấy, người ta đã được từng chứng kiến rồi. À, thì vào những cái hôm như nào thì có cái hiện tượng đó nhờ để mình đến khám phá? Như là tối hôm nào mà nó đang bình thường, thời tiết đang bình thường, tự nhiên mà chuyển sang mưa phùn, bắt đầu gió, mưa phùn thì sẽ là đấy, sẽ có tiếng khóc ở trong con. Tôi đã bắt đầu nhìn thấy một hòn đảo mà có những cái cổng chùa. Thực sự với các bạn là với một cái lớp sương mù phủ như này thì cái hồ núi Cốc bây giờ nó như là một cái thế giới khác đối với tôi vậy. Mọi thứ nó mờ ảo và không hiểu rằng là ở trên cái hòn đảo mà người ta gọi là đảo văn hóa này, với những cái ngôi mộ cổ, cái ngôi mộ đó nó gây cho tôi một cái sự tò mò. Bây giờ tất cả những cái câu hỏi đó thì tôi muốn tận mắt chứng kiến và tự mình suy luận và hỏi han những cái người ở xung quanh đây, đặc biệt là anh chàng mà chèo thuyền, để xem là có giải tỏa được phần nào những cái câu hỏi của tôi không. Tôi thấy là những chú chó đã chạy ra đón chúng tôi đầu tiên, chứng tỏ rằng là trên này là có người ở. Đây như ngày xưa là một cái giếng này, một cái giếng nhưng mà bây giờ đã bị nước nó xâm lấn lên rồi và không còn tác dụng nữa. Chú chó này có vẻ thân thiện này, có thể là nó thấy người nó mừng đấy. Hàng quán này đóng cửa hết. Có ai đây không ạ? Hình như là đúng là có người ở đây nhưng mà vào cái thời điểm này họ không có nhà. Có ai không ạ? À giờ này người ta về rồi đúng không? Ồ thế anh lên đây đi cùng đi. Thôi chờ anh lái thuyền neo đậu đã, xong rồi sẽ cùng chúng ta tiếp tục cuộc hành trình. Ồ đây là cái gì Trinh nhỉ? Đây là cũng gọi là hai ngôi mộ thôi. Hai ngôi mộ à? Mộ này là mộ của ai? Cái này thì em không rõ đâu, bởi vì là cái này nó từ thời xa xưa rồi. Thời xa xưa á? Cái này không phải là mới, cái này đây người ta chỉ gọi là tái tạo lại thôi. À, phục dựng lại đúng không? Ồ, nếu mà dựa trên những cái gì mà tôi thấy thì gần như là đây là một cái khu mà cũng được mới đầu tư. Đây gọi là mới đầu tư vào đây, nhưng mà cái này nó riêng cái hòn đảo này nó có từ ngày xưa. À. Và còn cái này đây là người ta đâu gọi là người ta thêm ấy vào đây để người ta làm vào đây thôi. Ừ. Chứ những cái xây dựng này là đều là mới đúng không? Cái xây dựng này là mới. Thế còn những cái cổ thì là ở trên này à? Cái cổ ở trên. À. May mà có Trinh đưa chúng tôi đi. Những cái điều này thì chắc là Cương cũng chưa biết hiểu sâu đâu đúng không? Mình chỉ biết là trên này có cái. Đúng rồi. Mình cũng công trình thôi. Hòn đảo này mình cũng lên một hai lần, cũng dẫn một vài người bạn đến. Nhưng mà về các cái sự tích các thứ thì cũng chưa tìm hiểu sâu lắm. Cái này là có một số đồ của những cái chùa cổ ngày xưa bị chìm ở dưới hồ ấy. À. Là người ta có nghĩa là một số đồ đấy là người ta di chuyển lên trên này người ta để. Ừ. Tức là ngày xưa hồ núi Cốc thì nó là một cái hồ nhỏ thôi. Không phải hồ nhỏ mà có nghĩa là ngày xưa ấy thì nó chỉ là có một cái dòng sông thôi. À. Vâng, cái hồ núi Cốc này dân làng người ta ở dưới lòng hồ này cơ. Đúng rồi. Sau đấy là người ta sẽ làm một cái đập chặn lại thì nó to như bây giờ đúng không? Không ở đây mà cái đóng cửa. Ừ. Đâu thấy những cái ngôi mộ cổ ở đâu? Đây á? À. Còn cả ở dưới kia nữa. Đây là một ngôi mộ. Nếu mà không nói thì mình lại tưởng giống cái giếng nhỉ? Ừ. Sao lại kiểu này nhỉ? Ừ.
mới xây dựng lại. Nhưng mà hình dáng của nó trước kia nó có như này không? Đại loại là cũng như thế này. Ờ, nhưng mà nó quy mô nó nhỏ hơn đúng không? Biết là nó đổ nát hơn. Vâng. Người ta phục dựng lại. Chứng tỏ rằng là đây là một cái khu vực, một cái vị thế về phong thủy là rất là đẹp. Cũng như là có rất nhiều những cái mà tiện trong đầu mình nó lóe lóe ra những cái thắc mắc hoài nghi. Ví dụ như cái chuyện phong thủy, chuyện chấn yểm này, rồi rất nhiều những cái khác nữa ở cái khu vực này. Tức là mình vẫn còn những cái ngôi mộ khác nữa đúng không em? Đúng rồi. Bây giờ mình qua đó đi. Khu bên kia còn một ngôi mộ nữa, ở đoạn dưới kia. Không hiểu sao tôi nhìn thấy rất nhiều những cái bức tượng bằng đất sét như này, bằng đất nung. Không hiểu là dựa trên những cái món đồ đã được tìm thấy ở đây hay là một cái lý do nào đó. Đơn giản là nó theo một cái kiến trúc thôi. Đây, đây là một số thứ là đưa vào đây là gọi là đưa vào theo kiến trúc thôi. Ừ. Chứ không phải là theo một cái lớp văn hóa nào đó đã từng diễn ra ở đây đâu đúng không? Đây cũng đây là chắc là một ngôi mộ nữa. Ờ, ngôi mộ này thì nó lại vuông vức. Rất tiếc là mình cũng chưa chuẩn bị hương để có thể thắp cho những cái người mà đã từng nằm ở đây. À đây ngày xưa đây đúng không? Cái này là cái cổ từ ngày xưa đây. Em có chắc không? Chắc ạ. À. Bởi vì cái này không phải là cái mới làm. Ừ. Cái này là cái vớt mang lên thôi. Cái này là vớt mang lên đúng không? Đây là bức tượng nhiều bạn sẽ thắc mắc không hiểu, nhưng mà theo cái tìm hiểu của tôi thì đây là tượng một chú chó bằng đất bằng đất nung. Ừ. Thế thì đúng rồi, thế thì là những cái bức tượng khác là cũng dựa trên cái phong cách văn hóa ở đây. Đó là những cái bức tượng bằng đất nung như này. Đất nung màu đỏ rất là đẹp. Nó nhìn qua mình thấy phảng phất văn hóa của Champa. Đúng rồi. Theo cái lý giải của Trinh thì là đây là những cái bức tượng mà được lấy từ những cái nền móng cũ ở dưới lòng hồ khi mà nước nó chưa dâng lên. Bởi vì là cậu ấy suy luận rằng là nếu mà làm mới thì không việc gì phải chắp vá như này. Có thể làm được những cái bức tượng đẹp, mới hơn và tinh xảo hơn. Nếu mà những cái bức tượng này, những cái đường nét này tôi thấy nó không giống với văn hóa của người Việt lắm. Đặc biệt là đây là cái bức tượng của một con gì ấy. Nó thật là đây là rất hiếm khi mà tôi gặp những cái bức tượng như này. Thực sự là nó rất là mang cái hơi hướng của văn hóa Champa. Có thể là ngày xưa cũng có một thời kỳ mà khi mà nước Việt của chúng ta là xâm chiếm được những cái đất nước Cham cổ ấy, thì chúng ta bắt những cái người dân đó làm tù binh. Tôi cũng đã thấy những cái bức tượng Cham lác đác rải rác ở miền Bắc rồi. Và cũng được lý giải là do những cái người nô lệ, tù binh, người Cham. Dưới này còn bức phù điêu. À đây là hình một cái đồng tiền. Cái này chắc là mới làm rồi. Tức là theo em là cái đồng tiền này là cổ hay là mới làm? Đồng tiền là đồng tiền cổ ạ. Đồng này là đồng cổ, đồng này là được trục vớt lên đây. Được trục vớt lên đây và vớt ở dưới hồ lên lòng hồ lên trên này. À. Chứ đồng này không phải là đồng tiền mới làm ra. Đó là lý do mà vì sao nó bị han rỉ này. Nếu mà nguyên bản của nó đây, đây là cái vỏ nguyên bản này. Ừ. Còn những cái này đây nó bị rỉ sét hết rồi. Ừ. Tại sao có những cái vật mà nó đặc biệt này mà bây giờ mình mới biết nó ở đây mà thật nói chung là rất nhiều những cái thắc mắc kỳ lạ nó hiện lên trong đầu của tôi.
thậm chí cái phần dưới là bằng đá này. Vâng, dưới này là đá. Cái này cũng có thể là, anh nghĩ là cũng có thể là ở một cái ngày xưa cái ngôi chùa dưới này nó cũng rất là đẹp ấy nhỉ. Một trong những cái nơi mà nổi tiếng ở đây. Ở dưới này thì trước ở ngay dưới bên dưới chỗ lúc anh em mình xuất phát ấy, đấy dưới đấy là một ngôi chùa. Và có một thời gian mà nước nó cạn thì nó hở cái nóc lên. Còn hở được nóc lên. Có thể đó là một ngôi chùa rất đẹp ở khu vực, và khi mà nước nó dâng lên thì người ta đã cố gắng trục vớt những cái món đồ lên để lên trên khu vực này. Đây có một thời gian ở đây gọi là đảo chùa. Đảo chùa. Vâng, nhưng mà về sau thì Bộ Thông tin Văn hóa là người ta chuyển sang thành đảo văn hóa. Ừ, tự nghe cái tên đảo văn hóa nghe nó ấy nhỉ. Nghe nó kiểu bao cấp ấy. Này anh bảo này, anh nghe nói rằng là ngày xưa có một cái vụ mà chìm một cái thuyền mà của một đoàn chèo đúng không? Vâng. Mà chết mà còn sống một người. Còn sống duy nhất một người thì bao nhiêu người chết tất cả? Một người chửa đấy là không biết là như thế nào người ta giạt được vào bờ. À tức là một chị có bầu. Thế nào lại may mắn lại giạt được vào bờ? Giạt vào bờ. Mà hiện tại người đấy bây giờ vẫn còn đang sống thì phải. Thế à? Vâng. Thế cách cái vụ đấy là cách đây bao nhiêu lâu rồi? Cái vụ đấy thì khá lâu rồi ạ, bởi vì là cái vụ đấy thì bọn em còn không biết gì cơ, chưa biết mà, lúc đấy còn chưa biết. Mãi sau này khi mình đi làm thế này mình mới biết thôi đúng không? Bắt đầu là người ta nói thì mình mới biết thôi. À. Và em đã từng đi lên cái đảo đấy rồi. À thế à? Cái đảo đấy có gần đây không? Cái đảo đấy cách đây khoảng độ 5 cây. Ồ thế à? 5 cây. Hay mình ra nó đi. Nha, đi. Mười chín người lớn và bốn trẻ em đã nằm lại nơi lòng hồ núi Cốc. Trong đó có nhiều người là đàn ông khỏe mạnh và bơi giỏi. Sau này khi các nạn nhân được vớt lên, nhiều người vẫn trong tình trạng ôm hoặc níu chặt tay, đặc biệt là các bà mẹ và em bé. Thông tin về thảm kịch lật tàu chết 23 người ở hồ núi Cốc xảy ra cách đây đã quá lâu. Những người còn sống quanh khu vực này chỉ còn những câu chuyện vụn vặt. Báo chí thời đó cũng chưa phát triển, nên thông tin trên mạng Internet không nhiều. Tất cả chỉ còn lại lời kể của ông Nguyễn Văn Bộ. Năm 1986, ông Nguyễn Văn Bộ lúc đó 30 tuổi, giữ cương vị là trưởng đoàn kịch Bắc Thái. Bắc Thái tiền thân là hai tỉnh hiện nay là Bắc Cạn và Thái Nguyên. Vào ngày 9 tháng 8 năm 1986 định mệnh, đoàn kịch Bắc Thái quyết định đưa anh em lên thăm vãn cảnh hồ núi Cốc, địa danh nổi tiếng gắn liền với câu chuyện tình huyền thoại nàng Công chàng Cốc, cách thành phố Thái Nguyên 15 cây số. Ngày đó, hồ núi Cốc chưa phát triển du lịch nên đoàn thuê một chiếc cano đầu kéo dùng để chở hàng hóa của công ty thủy sản, chở anh chị em đi du lịch trên hồ. Đoàn có hơn 40 người đăng ký tham quan, chia làm hai chuyến tàu. 29 người đã bước chân xuống chuyến tàu đầu tiên, những người còn lại ở trên bờ ngồi đợi để tàu quay về thì đi chuyến tiếp theo. Những người còn lại ở trên bờ ngồi đợi để tàu quay về thì đi chuyến tiếp theo. Khi đó, tôi đã bế con gái xuống tàu cùng vợ thì anh Hoàng Văn Hoan, phó giám đốc của nhà hát bảo: "Thôi chú nhường anh đi trước, vì đi chuyến sau vào tầm nắng lên." Nghe anh nói vậy, tôi lại bế con gái bước lên bờ, nhưng bé gào khóc đòi đi cùng mẹ. Thấy thế, một cô diễn viên trẻ trong đoàn chạy lên, bế cháu Phương xuống cùng mẹ. Đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy vợ con. Ông Bộ cùng những người ngồi trên bờ dõi theo chiếc tàu chở 29 người xa dần, khuất sau dặng núi. Ai nấy khuôn mặt rạng rỡ, háo hức vì vở diễn thành công tốt đẹp, vì được đi du lịch trên hồ núi Cốc quê hương sơn thủy hữu tình. Nhưng 4 tiếng đồng hồ sau, vẫn chưa thấy tàu quay ra như đã hẹn. Ông Bộ cùng một số người đàn ông trong đoàn chờ trên bờ, bèn đi bộ men theo sườn núi để vào sâu khu vực lòng hồ. Đi một quãng đường dài, ông gặp vài người dân bản địa cho hay: "Vừa có một đoàn tàu chở khách du lịch trên hồ bị chìm, chết hết rồi." Ông Bộ khuỵu xuống.
chiếc tàu chở anh chị em đoàn kịch Bắc Thái ngày ấy là cano đầu kéo chở hàng. Trên tàu không có một thiết bị cứu sinh nào. Hồ Núi Cốc ngày đó chỉ có vài chiếc thuyền đánh cá hoạt động trên lòng hồ, lại chưa có điện thoại như bây giờ. Vì thế, khi tàu chìm, mọi nỗ lực kêu cứu trở nên tuyệt vọng. Chỉ có vài chiếc tàu đánh cá của người dân ở đó nhìn thấy vụ việc, đến hỗ trợ cứu người. Ngày xưa cái đoàn này các cô chú toàn diễn viên mất thì thương tâm lắm. Vâng. Đấy, thực ra thì cái từ năm 87 rồi thì thuyền bè trên này nó còn kém ấy. Đâm ra là thuyền nó cũng nhỏ. Đi ở đấy thì như theo người ta kể lại thì là kiểu như là đi vào buổi trưa thì nó kiểu nó nắng ấy. Thế mọi người cứ dồn ra một bên thuyền này để ngồi. Thế đến lúc mà thuyền người ta cua một cái để đuôi đi vòng đập vòng lên thì cua đoạn đấy thì thuyền nó vẫn bị lật. Lật thì gần như là mất hết cả đoàn. Có một bác, anh nghe thấy kể là con bác là có mỗi một cái bác mà bác cũng biết bơi, bác cái bụng bác cái chửa. Thế bác cái bơi ngửa đấy, bác nằm ngửa thì bác cái bơi vào thôi, chứ còn mọi người thì hầu như là cứ rơi xuống, có cả người lớn trẻ em là ôm vào nhau xong là cứ dìm nhau là cuối cùng là chìm hết. Chìm hết thì đến lúc người ta ra cứu hộ thì là nói chung là cơ bản là mất hết rồi. Xong sau mới vớt được xác, mọi người mới mò được xác thì mới đưa vào cái đảo bên dưới này. Cái dưới này khoảng tầm 2 cây để đưa vào đấy để nằm ở đảo đấy, xong bắt đầu đưa về đây chôn. Thì ở dưới đấy gọi là đảo xác thôi chứ còn không phải là chôn ở dưới đó. Thực ra có một cái chi tiết mọi người nói rất là nhiều, rất là ấn tượng, đó là chuyện mà có một cái cô mà cô mang bầu ấy. Cô là người duy nhất sống sót. Cô là người duy nhất sống là sót. Có thể là lúc đấy là bụng to có nhiều hơi là... gì đấy đúng không? Khi nằm ngửa thì là tự nổi như kiểu rồi. Phao á. Thế là nằm ngửa thế bơi được vào thôi chứ còn là không ấy. Đây có một mộ cái bác trưởng đoàn thì ở bên này. Là con cháu là người ta cả ở nước ngoài, vợ thì ở dưới Hà Nội, rồi là con cái thì ở nước ngoài các thứ thì, nhưng mà thấy bác ở đây là địa thế là cũng đẹp ấy. Thế là để ở đây chứ cũng không chuyển đi. Anh lên mấy lần thì cũng gặp người nhà lên, người ta lễ ở trên này. Còn đây toàn bộ là đây, khu mộ này là của đấy. Tức là vụ tai nạn diễn ra cách đây khoảng 35 năm rồi. Năm 86. 86, 86. Đấy. Tức là lúc đó thì tôi mới chỉ là một cậu bé và mọi người còn phải bế cơ. Cũng đã quá là lâu rồi. Đây là có người là đã chuyển về quê rồi. Tức là con cái thì không để nằm chung cùng đoàn này, là đã đưa về quê. Ơ sao sinh năm 85 nhỉ? Thì lúc đấy còn nhỏ. Trẻ con đi theo ấy. Nhưng mà cái hộ à, đúng 6. Rồi thì là tức là đi cùng tuổi. Đi cùng bố mẹ đấy. Một tuổi thì đi chơi cùng bố mẹ mà. Đây 80 nhá. Đây thì còn nếu mà bố mẹ thì hầu như toàn sinh năm tầm 49 này đến 50 là 51 52 thôi là bố mẹ. 62 này thì cũng là diễn viên rồi này. Đây thì cái bác trưởng đoàn thì là bác ấy, tức là chắc là gia đình xem thì tâm linh như nào là bảo là để nguyên đấy. Thế là bây giờ mộ bác là để nguyên bên này. Đây gia đình làm rất đẹp. Đây cái thế này quá đẹp, nếu mà như ở đây thì ai chẳng muốn ở nhỉ. Đây thì bác ngày xưa bác ấy còn trẻ như này mà bác Túc này là bác ấy, ảnh còn trẻ như kia cơ mà. Mà ngày đấy bác ấy đã là trưởng đoàn rồi đấy. Thì là bác ấy là 36 tuổi đúng không? Đấy. 86. Trưởng đoàn hay là phó đoàn thì đấy. Cái ngày bác ấy mất được cũng xem tuổi mình đấy. Chuyến tàu định mệnh ấy chỉ có 6 người sống sót. Họ kể lại, khi tàu chìm, cũng có những người đàn ông trên tàu biết bơi nhưng đã ở lại để cứu mọi người. Và cũng vĩnh viễn ra đi. Còn lại 23 sinh mạng, trong đó có 5 trẻ em và nhiều nghệ sĩ tên tuổi, tài năng đã vĩnh viễn ra đi nơi hồ sâu lộng gió. Ngay chiều hôm đó, lãnh đạo tỉnh cũng đã có mặt ở hiện trường. Lực lượng cứu hộ của quân đội, công an và những người dân cùng nỗ lực tham gia tìm kiếm thi thể các nạn nhân.
Hôm sau, toàn bộ thi thể nạn nhân trong chuyến tàu định mệnh đã được đưa lên bờ. Cảnh tượng 23 thi thể, trong đó có những cặp vợ chồng, mẹ con vẫn ôm chặt lấy nhau, được xếp chen kín vạt cỏ ven bờ hồ núi Cốc, khiến ai nấy đều bật khóc. Cả tỉnh Thái Nguyên và những người yêu mến nền kịch nói, sân khấu nước nhà đều bàng hoàng tiếc thương cho dàn nghệ sĩ ra đi khi đang độ tuổi xuân xanh và tài năng đang độ chín. Về những nhân chứng sống sót trên chuyến tàu định mệnh ấy, ông Bộ cho hay họ đều né tránh việc nhắc lại thảm họa năm xưa, có lẽ bởi sự ám ảnh quá lớn của thảm kịch. Người phụ nữ mang thai 6 tháng bơi được 1 cây số vào bờ sống sót là chị Ngô Thị Hiền, cấp dưỡng của đoàn. Em bé trong bụng chị Hiền ngày ấy giờ đã là một diễn viên của nhà hát tuổi trẻ. Ám ảnh về vụ tai nạn đến nỗi chưa một lần bà Hiền cho con ra hồ núi Cốc, dù chỉ là ngồi trên thuyền. Theo như người ta kể thì bảo là cứ chỗ nào kiểu có thờ cúng kiểu có ăn ấy, thì ma mồ nó kéo đến thì cái chuông đấy lại thỉnh nhiều nữa thì nó lại càng gọi các cái oan hồn nó đến. Thế đâm ra là cán bộ thứ sang là ai yêu bóng vía là gặp hết, đều sợ. Mấy bà chị ở cơ quan anh cũng bảo gặp rồi. Không, nhìn mấy chị làm trên khu du lịch cơ quan anh thì không có bên đấy. Nhưng sang đấy ai cũng gặp, bị nhập, bị nhức, ui dồi, còn nó... Nói chung bọn nó kể là cũng mình cũng phải tin ý. Bởi vì toàn vẫn những con người đấy ở đây hết mà, vẫn đang làm đây mà. Anh không được ở bên đấy, nhưng nếu mà được ở bên đấy thì chắc là cũng gặp ấy. Tức là cái chuông đó là khi mà kiểu gõ nhiều ấy. Gõ nhiều, thỉnh nhiều thì là nhiều là gần như là những cái hồn ma. Các hồn ma chết oan, chết uổng, chết đuối, chết điếc ở các cái, ở nói chung là trong khu hồ này. Thì ví dụ như là Đoàn Văn Công là người ta cũng về đấy. Thế bọn nó mới bảo là đêm nó ngủ là đây anh có thằng bạn anh nhưng bây giờ mất bộ số, bảo thằng đấy nó ở bên đấy nhiều nhất, nó ở đấy 1-2 năm, mà nó kể là kéo áo cả Đoàn Văn Công đi vòng quanh giường này, toàn mặc áo Văn Công ấy, áo mớ 3 mớ 7 các thứ ấy, quan họ đây dựng giường lên, mà dựng giường lên là có thật đấy. Ở khu vực này thì tôi thấy có rất nhiều những cái tấm bảng ghi là khu vực được bảo vệ và có những cái dây trăng xung quanh như này. Đặc biệt là có một lá quốc kỳ rất là lớn ở đang tung bay ở trên kia. Ôi, họ răng cả dây ở đây à? Răng dây rồi, không được vào rồi. Đây là bị cấm à? Sắp thế. Có người đang đánh cá kia kìa. Nhưng mà ở phía trên thì tôi nhìn thấy có một tòa biệt thự 2 tầng theo cái kiến trúc mà mới xây thôi, nhưng mà theo kiến trúc Pháp. Nhà Bắc Giáp thì hiện nay thì không còn với chúng ta nữa. Không hiểu là cái ngôi nhà này bây giờ được sử dụng với mục đích gì. Dây điện nữa à? Tức là bằng mắt thường ấy thì chúng ta chỉ nhìn thấy được cái dây mà màu vàng neon thôi, nhưng mà khi mà tới gần nhìn kỹ thì sẽ thấy những cái dây mà nó trong suốt đi kìa. Không biết là các bạn có nhìn thấy không? Cái khu vực mà nhà Bác Giáp này thì nó không chỉ có mỗi cái tòa biệt thự ở đâu mà có cả một cái chốt bảo vệ ở đây này. Đấy, nói chung là một cái khu vực rất lớn. Bằng cái sự cố gắng chúng tôi thì không mong muốn rằng là xâm phạm cái khu vực từng là nơi ở của Bác Giáp. Tôi chỉ muốn là đi gần nhất có thể để cho mọi người biết được rằng cái khu vực này nó như thế nào. Cái nơi Bác đã từng nghỉ dưỡng sau những cái ngày làm việc mệt mỏi nó ra làm sao. Và có thể một trong cái lý do mà Bác chọn cái khu vực này, hồ núi Cốc này, là bởi vì cái khung cảnh nó quá là đẹp. Nó yên tĩnh mà cũng gần Hà Nội nữa, gần thủ đô.
Nếu mà dựa vào những cái gì còn sót lại thì tôi đoán rằng ngày trước cái khu vực cái hòn đảo phía trước mặt này là có rất nhiều những cái cây to và thậm chí là cả tre. Đây này, những cái khóm bụi tre bây giờ chỉ còn trơ gốc thôi. Nó sẽ tạo thành một cái bức tường để không cho nhiều người biết tới cái khu vực này. Nhưng bây giờ nó đã bị phạt đi rồi. Đây còn trơ những cái gốc cây rất là to này, cũng như là những cái khóm tre ở đây. Thậm chí người ta đốt cả ra đây này các bạn này, một cái bãi để đốt rồi này. Và có thể là bây giờ nó không còn là cái nơi mà cần phải bảo vệ nghiêm ngặt tuyệt mật nữa. Nhưng nó vẫn là một cái địa điểm mà chưa thân thiện lắm đối với rất nhiều người. À đây hình như là cũng là một cái chỗ mà thuyền bè hay cập bến này. Ô Trinh ơi, được vào à? Thử vào xem. Thử vào à? Xin phép người ta. Ừ. Bây giờ thì có một lần được cơ may là cũng đã được qua. Thực ra thì mình cũng khá là tò mò. Có camera kìa. Có camera đấy em ơi. Anh nghĩ là không nên vào đâu. Thực sự là mình biết rằng là nhiều bạn khi xem clip này cũng sẽ không tán thành cái việc mà chúng tôi sẽ vào trong này để tìm hiểu ở nơi ở của bác Giáp ngày xưa. Theo lời của những người ở đây, tôi cũng quyết định vậy. Và cái giới hạn của tôi chính là từ cái bụi cây này. Tức là khi đến đây phát mình cảm thấy rằng là tốt nhất là không nên bước thêm nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại. Đây là một trong những cái địa điểm mà nó gây cho tôi rất nhiều cái sự tò mò mà thậm chí mình tiếp cận được rồi. Trong đầu mình nó có cái luồng suy nghĩ, hai luồng suy nghĩ, đó là tiếp tục đi vào để khám phá hay là dừng lại. Nhưng mà thực sự đây là một địa điểm mà tôi muốn dừng lại. Muốn dừng lại không phải là mình bó tay, mà là mình dành một cái sự tôn trọng dành cho bác Giáp. Và như vậy là chúng ta đã biết được rằng khu vực Hồ Núi Cốc thực sự là có rất nhiều những cái điều kỳ lạ, kỳ bí, những cái truyền thuyết, rồi kể cả những cái vụ việc mà xảy ra trong cái thời gian gần đây nữa. Nó đã tạo thành một cái điều rất là bí ẩn, bao phủ, nó giống như là những cái màn sương mờ mà ngày hôm nay tôi ghé thăm.